bị tạt axit rồi. Trời ơi, trời ơi, mày đi là chuyện đi, chứ mày dạng chi. Có lẹ kìa, có lẹ kìa. Ủa, nó chạy lành ở đây nè má ơi. Ủa, không có sao đâu má. Má bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Hồi nãy cúp liền, cái ngồi sợ, ngồi la lên cho lỡ sợ. Chứ không có máu mè, không có lánh ghen gì hết cái má. Lạnh quá. Tôi với mày la làng lên một cái tôi hết hồn. Tôi tưởng là cái bụng cũ soạn lại là bị tạ axit bị quánh ghen ở đây nữa chứ. Ê ê khoan khoan đi. Ngọc Thảo của tôi đâu? Ngọc Thảo rồi. Ở đâu rồi? Ở đâu? Đó rồi. Ê rồi vợ tôi đâu? Trời ơi được biết là chị nhà anh chị cái mảnh gì đó. Chị ghen dữ lắm. Có khi nào chị bắt cóc con Thảo mang đi cạo đầu bôi vôi rồi thả về chú rồi xong được không? Tụi mày đứng đó làm cái gì nữa? Đi kiếm mà hai lẻ lên. Em thương mến, nghe đồn em đang qua lại chồng chị. Dạ, em không có. Em đừng có xạo. Chị sai rồi. Xạo là ít sờ chứ không phải ớt sờ. Chị du học bên Tây về, hỏng lẽ phải nhờ một con buôn hương bán phấn như em sửa. Bán không có g nha chị. Bán có g là bán bổ cha mẹ, bán bổ trời đất chị nha. Chèn đét ơi, hai đứa ngồi cự lộn với nhau, cứ ngồi nói dòng cho như rạch cái tắc vậy đó. Lỗi của mình thì mình không nhận, mà cứ đi sửa lỗi chánh tả của người ta thôi. Lỗi là tại chị, tại sao có miệng lại không nói mà phải viết thư? Hạng như em, xứng đáng nói chuyện với chị sao? Hạng như chị, chính tả còn sai, thì làm sao chuyện đời chị phân biệt được phải trái? Ngon. Em ngon lắm. Em ngon bá cháy bồ chét luôn. Nếu như em đã giỏi như vậy, chị nhờ em ôm lại bảng chữ cái giúp chị được không? Dạ được. Sao chữ A là chữ gì? A với Á đúng rồi. Chữ cuối là chữ gì hả em? Mày làm cái gì vậy? Thảo ơi, em bị sao vậy? Sao không? Tỉnh đi Thảo. Tỉnh đi em.